Đây, đây là đọt ú hoa rừng nha các bạn. Đọt ú hoa rừng nhà trồng chính gốc. Đọt này á ăn là khỏi sợ gì nha các bạn. Nhà trồng chỉ tưới nước rồi bình thường thôi. Ở này có người dặn rồi nè, chút mình cắt ra cho ta nha, về nhà người ta ăn. Cái này là mình cắt hai đợt rồi nha. Trước khi mình cắt xong rồi mình tưới nước và cho nó phục hồi sức khỏe là nó sẽ lên lợi nha các bạn. Đây. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại clip sau nha.